chào tất cả mọi người nha. Hôm nay thì lại là ngày chủ nhật á. Ngày chủ nhật thì mình đi làm cả tuần, hôm nay mình được nghỉ á, thì mình lại đến đây để làm một món ăn, quay video cho các bạn xem nhá. Đây là đống lửa mình đã đốt rồi, tí mình sẽ nướng thịt nhá, nướng thịt heo cho các bạn xem, mình ăn mình quay cho các bạn xem nhá. Đây nha các bạn ơi, đây là cái miếng thịt hôm nay mà mình nướng nha. Mình có chuẩn bị đồ miếng thịt, thế này mình sẽ xiên và nướng. Nướng ăn, quay cho các bạn xem nha. Ôi dồi, vàng phực thơm phức, ngon thế. Thèm quá rồi. Tí xíu nó chín thì mình cùng nhau ăn nha. Các bạn ơi, mình đang nướng chín cái miếng thịt của mình rồi nha. Các bạn nhìn thấy chưa? Thơm chưa? Ngon chưa? Đây này. Hôm nay là mình đi quay ấy, là trời mưa. Mưa nhỏ nhỏ các bạn thấy chưa? Thấy cái hạt mưa ở chỗ này chưa? Thơm phức luôn. Các bạn ơi, hôm nay mình nướng thịt ăn là mình có chuẩn bị một bát cơm này, một chén muối ớt này để chấm thịt này, một ít rau sống nữa. Miếng thịt của mình đây. Hôm nay là do mình chưa ăn sáng ấy, ngày nghỉ nên là mình phải đi, mình đi quay video cho các bạn xem ấy, thì mình nướng thịt heo thì mình phải mang theo cơm với lại rau ớt các kiểu. Đây là một chai nước uống đây này, chai nước uống của mình đây này, để mình ăn sáng luôn cùng các bạn với hôm nay nhá. Cả các bạn miếng thịt của mình nhá. Hôm nay là do trời mưa nên là mình phải đợi mũi, mong các bạn thông cảm nhá. Mình sẽ tranh thủ ăn nốt xong mình về. Đi mưa to sợ lắm. Ngon quá trời luôn á. Thank you.
Các bạn có biết rằng là mùa này là mùa Covid ạ? Mình, vợ chồng mình thì đi làm xa nhà. Thì Tết cũng sắp đến nơi rồi. Mình đi làm cả năm chưa về thăm con lần nào á. Sắp đến Tết đến nơi rồi á. Thì nếu mình được nghỉ thì mình về quê nha các bạn. Mình sẽ về quê và tiện thể là mình quay nha. Mình quay một số clip á. Video về quê hương của mình cho các bạn xem nhá. Nếu như bạn nào mà muốn xem quê hương của mình á thì bình luận cho mình biết để mình còn mình còn biết là có quay hay không nhá. Nếu các bạn thích mình quay video quê hương của mình cho các bạn xem ấy thì 15, 16 gì đấy mình được về Tết thì mình sẽ qua cho các bạn xem nhá. Mình đi làm cả năm á, nhiều con lắm rồi, muốn về lắm rồi đấy. Nhưng mà do Covid Tết đến rồi mà còn Covid nặng nề thế này á, không biết là mình có về được hay không. Mời các bạn một miếng nha, miếng thịt chấm muối ớt ăn nha, ngon lắm, ngọt hết thịt, ngọt nữa, ngon lắm luôn á. Các bạn ơi, nãy đến giờ thì mình cũng đã nướng thịt heo và ăn cơm, ăn bữa sáng của mình xong rồi nha. Nếu như các bạn muốn mình về quê mình mà quay video quê hương mình cho các bạn xem ấy thì comment cho mình một bình luận để mình còn biết là có quay hay không. Video của mình đến đây là cũng khá là dài rồi á, thì mình xin kết thúc video tại đây. Nếu ai mà quý mình thì cho mình xin một like và một đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Bye bye, tạm biệt các bạn.